Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Nền quốc phòng an ninh của nước ta dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc đã có những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, nền quốc phòng an ninh đã thực hiện nhiệm vụ cách mạng to lớn cho dân tộc, đã thắng lợi trong công cuộc đánh đuổi quân xâm lược, góp phần giữ vững nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nền quốc phòng an ninh có vai trò to lớn trong việc giữ vững ổn định nền chính trị, phòng chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Việt Nam chúng ta trong những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, cũng đã bước đầu có những nghiên cứu về các loại vũ khí và đạt được những thành công đáng kể. Chúng ta đã có thể tự phát triển và sản xuất hàng loạt súng bộ binh mới, cải tiến một số trang thiết bị hạng nặng như là xe tăng, pháo và tàu chiến. Nổi bật trong đó chính là nghiên cứu thành công tên lửa đạn đạo Scud. Vậy thì thực hư chuyện này là như thế nào? Sức mạnh của tên lửa Việt Nam sản xuất đã đến mức nào nhỉ? Xin mời các bạn khán giả hãy cùng tên kênh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Hiện nay, cùng với kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, ngoại giao, sức mạnh quân sự, ngoài việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ còn là một tiêu chí quan trọng xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Một số nước lớn phát triển sức mạnh quân sự, nhất là vũ khí hạt nhân, tạo ưu thế tuyệt đối nhằm bảo vệ vị thế siêu cường, tranh giành lợi ích chiến lược, răn đe đánh đòn phủ đầu, sẵn sàng sử dụng sức mạnh khuất phục chiếm đoạt lãnh thổ, tài nguyên nước khác phải tuân theo sự dẫn dắt, áp đặt của mình. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy các cường quốc Mỹ, Nga, Pháp chế tạo những tên lửa đạn đạo mạnh với tầm bắn xa, khả năng phá hủy trên quy mô lớn, độ chính xác cao và những cải tiến hiện đại. Đầu tiên phải kể đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-30 Minuteman 3 là một phần trong lực lượng phòng thủ chiến lược của Mỹ. Loại vũ khí này có khả năng phản ứng nhanh, độ chính xác cao và khả năng nhắm bắn mục tiêu ở khoảng cách xa. Tên lửa Minuteman có tầm bắn gần 10.000 km và tốc độ xấp xỉ khoảng 24.000 km/h. Ngoài ra còn có những vũ khí có sức mạnh khủng khiếp khác phải kể đến như M51 là một tên lửa đạn đạo được triển khai từ tàu ngầm của Pháp. R29 RMU-2.1 Lightning là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Nga, được phát triển từ phiên bản R29 RMU-2 Sineva. Trước đó cuối cùng là RS-24 Cat là một tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, thuộc hàng những tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại vũ khí này có tầm bắn 12.000 km và được thiết kế để tấn công các mục tiêu một cách chính xác, cũng như khó có thể bị theo dấu hay đánh chặn. Nếu những tên lửa này mà bắn vào đất nước hình chữ S thì thật khủng khiếp phải không các bạn? Trong lúc các cường quốc ra sức phô trương sức mạnh quân sự, thì các bạn khán giả thắc mắc rằng Đảng và Nhà nước ta đã có những đường lối, bước phát triển như thế nào về quân sự để thể hiện uy thế bảo vệ chủ quyền đất nước. Mới nhất, Việt Nam lần đầu công khai tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á. Nếu bạn là người đam mê về vũ khí, thì chắc hẳn các bạn sẽ không còn xa lạ gì với loại tên lửa đặc biệt này đúng không ạ? Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo của Việt Nam đã được công khai, ra mắt công chúng. Dù được phát triển từ cuối những năm 70, tuy nhiên, Scud vẫn là một trong những mẫu tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất thế giới hiện nay, nhất là vai trò này đặc biệt của nó trong binh chủng pháo binh Việt Nam. Hiện tại, toàn bộ số tên lửa Scud của Việt Nam đều thuộc sự quản lý của Lữ đoàn 490, binh chủng pháo binh. Tên lửa đạn đạo Scud nằm trong biên chế của Việt Nam là loại Scud B, mang tên mã R-17 do Liên Xô sản xuất. Đây là phiên bản được sử dụng để xuất khẩu là chủ yếu, và theo ước tính có tổng cộng 7.000 tổ hợp Scud loại này từng được chế tạo. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 32 nước trên thế giới đang sử dụng loại tên lửa Scud B, trong đó có cả Việt Nam. Ngoài ra còn có 4 nước khác trên thế giới hiện vẫn đang nắm giữ công nghệ sản xuất loại tên lửa này, được chuyển giao từ thời Liên Xô. Tên lửa Scud B lần đầu được phóng từ vào năm 1961 và được đưa vào biên chế sử dụng từ năm 1964 tới nay. Kể từ đó tới nay, dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng Scud B vẫn là thứ vũ khí đáng gờm ở nhiều quốc gia, là phiên bản cải tiến của R-11. Scud A-17 có khả năng mang được các loại đầu đạn bao gồm cả đầu đạn hạt nhân, đầu đạn hóa học, đầu đạn thường và đầu đạn nổ mảnh. Ban đầu, các tên lửa Scud B được đặt trên xe kéo bánh xích loại 2P19 giống với phiên bản Scud A. Tuy nhiên, sau đó phiên bản xe bánh lốp loại MAZ-543 đã được thay thế để có hiệu năng cơ động tốt hơn so với phiên bản bánh xích. Tên lửa Scud B dài 11,25m và có đường kính 0,88m. Loại tên lửa này có thể cho tầm bắn tối đa lên tới 300 km. Tốc độ tối đa của Scud B có thể đạt lên tới là Mach 5, tương đương với khoảng 1,7 km/giây. Do có tốc độ quá cao, độ chính xác của tên lửa Scud B chỉ đạt ở mức trung bình. Trừ phiên bản hiện đại nhất là Scud B sử dụng dẫn đường với thiết bị dẫn hướng tàu cuối DSMAC,
Tất cả các phiên bản còn lại của Scoot đều chỉ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, nên có độ chính xác không cao. Phiên bản Scoot B của Việt Nam có độ lệch mục tiêu tối đa 450m trong điều kiện thử nghiệm. Tuy nhiên, với khả năng mang theo đầu đạn nhiệt hạch có sức nổ từ 5 cho tới 80 kN, độ lệch mục tiêu khoảng 400m là hoàn toàn không có nghĩa lý gì, do sức nổ của đầu đạn cỡ này là quá lớn. Theo thông tin được tìm thấy trong báo cáo số lượng tên lửa đạn đạo khắp thế giới được công bố vào ngày 276/2015 thì Việt Nam hiện có 24 tổ hợp tên lửa loại này, kèm theo đó là một lượng lớn tên lửa dự trữ do Liên Xô chuyển giao cho ta. Trên cơ sở phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam về dự án phát triển tên lửa Made in Việt Nam, trang tin quân sự tiếng Nga Top Guazu vừa có bài bình luận về những bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng nước ta và đánh giá việc Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước để sớm gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới. Theo đó, bất kỳ quốc gia nào, tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng mua sắm một số loại tên lửa có sẵn trên thị trường thế giới, từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm, thậm chí cho tới cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là một vấn đề hoàn toàn khác, không phải cứ quốc gia lắm của nhiều tiền nào cũng có thể nắm được. Hiện nay, bí quyết công nghệ chế tạo tên lửa đỉnh cao chỉ có một số quốc gia sở hữu được mà thôi, có thể kể đến như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được quốc gia sở tại giữ bí mật tuyệt đối, rất hiếm khi chia sẻ, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt. Nhưng thật ngạc nhiên, Việt Nam đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bằng chính nội lực của mình. Theo đó, một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ thuộc Hiệp hội Vũ trụ Việt Nam cùng với Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã bắt tay vào nghiên cứu dự án VTTLD-14-15. Mục đích của dự án là phát triển tên lửa đầy Made in Việt Nam. Hiện giai đoạn phóng thử đã được tiến hành với mẫu tên lửa 3 tầng mang tên TV-1, độ cao phóng thử đạt tới 4.000m và sẽ còn tiến cao hơn nữa. Tham vọng của dự án là thiết kế và chế tạo thành công một dòng tên lửa đẩy để phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo địa tính của trái đất, phục vụ mục đích thông tin liên lạc. Tuy nhiên, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, việc ứng dụng thành công tên lửa trong lĩnh vực dân sự có thể ứng dụng sang lĩnh vực quân sự và ngược lại Việt Nam cũng vậy. Top Guazu chỉ rõ, vừa qua, truyền hình quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu hình ảnh ghi lại quá trình phóng thử nghiệm một tên lửa DI mà dường như được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu. Phiên bản tên lửa được mang tên là TV-2. Điều đó cho phép chúng ta có thể nói, Việt Nam đang trên đà gia nhập câu lạc bộ tên lửa, nơi hội tụ các quốc gia tự chế tạo được vũ khí tên lửa. Công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Tuy vậy, với sự quyết tâm của các nhà khoa học tới từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài quân đội, chúng ta đã có những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều mẫu tên lửa Made in Việt Nam hiện đại được sử dụng trên thực tế, trên cơ sở những tên lửa mẫu thử nghiệm như hiện tại. Tất nhiên, để đến được lúc đó cần phải có thêm thời gian. Mọi thứ phải có cơ sở vững chắc, không thể đốt cháy giai đoạn. Cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài tăng mạnh, vào đầu năm Mitsubishi là một trong những tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị, máy móc tổng hợp, với những sản phẩm và dịch vụ có độ uy tín cao. Đến nay họ đã cung ứng khoảng 500 mặt hàng ra thị trường trên nhiều lĩnh vực đa dạng, từ hệ thống phát điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, cho đến máy bay, tên lửa vũ trụ, hàng hải. Hiện Mitsubishi đang có hai cơ sở tại Việt Nam, đó là công ty tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên lắp ráp, vận hành thiết bị phát điện và công ty tại Hà Nội, với ngành nghề chính là lắp ráp linh kiện cho máy bay tư nhân. Cách đây 5 năm, Mitsubishi đã phối hợp với Đại học Bách Khoa và Đại học Điện lực để xây dựng và mở các khóa đào tạo liên quan đến điện hạt nhân và công nghệ hàng không. Tập đoàn tỏ mong muốn trong tương lai gần, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tiềm năng trong việc ứng dụng vệ tinh và phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ngoài lĩnh vực thương mại, Mitsubishi còn được biết đến với vai trò là nhà cung cấp vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hàng đầu cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Có thể kể ra đây vài sản phẩm như máy bay chiến đấu F-2, tàu khu trục Aegis Kongo, Atagor, hay tên lửa đánh chặn, với việc tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đang tập trung nguồn lực để đầu tư sang các nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Chúng ta cần nhanh chóng tận dụng cơ hội để nắm bắt những công nghệ tiên tiến của bạn. Nếu thành công, Việt Nam sẽ có được lợi ích vô cùng to lớn, trước mắt là để phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, trong khi xa hơn nữa là đặt nền móng, chuẩn bị cho một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại ở tương lai. Các bạn thân mến, qua video ngày hôm nay, các bạn cũng có thể nhận thấy tên lửa đạn đạo là một loại vũ khí rất đáng được chú ý tại nước ta. Trong những năm tới, với sự phát triển mạnh về kinh tế, cùng với sự đầu tư từ các nước lớn trên thế giới, nước ta đang có rất nhiều cơ hội để có thể tiếp nhận những công nghệ về tên lửa. Cùng với đó, nước ta cũng luôn chủ động tự mình nghiên cứu để có thể dần bắt kịp với các cường quốc lớn. Nhiều vũ khí, khí tài quân sự Việt Nam hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên, với việc là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo Scud,
cho phép Việt Nam củng cố uy thế dẫn đầu khu vực về sức mạnh quân sự, đặc biệt là khả năng triển khai tấn công tầm xa phủ đầu. Có thể nói tên lửa Scud vẫn là thứ vũ khí rất lợi hại trong tay quân đội Việt Nam các bạn nhé. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi nhé. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Giới chức Trung Quốc hôm 15 tháng 8 cảnh báo lũ mạnh sắp diễn ra với các thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang trong bối cảnh nước vẫn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Theo Nikkei Asian Review, các thành phố miền Trung dọc theo sông Trường Giang của Trung Quốc, con sông lớn nhất châu Á, đã phải chịu cảnh ngập lụt trong tuần qua, với nhiều nơi vượt đỉnh lũ năm 1998. Trên khắp đất nước, hơn 300 con sông tràn bờ và 91 người đã chết hoặc mất tích. Những cơn mưa lớn đã đổ xuống khu vực này từ tuần trước, với lượng mưa trung bình cao hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Thiệt hại kinh tế từ đợt lũ lần này ước tính vào khoảng 86,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12 tỷ đô la Mỹ. Tại đập Tam Hiệp, công trình đa chức năng nhằm kiểm soát dòng chảy của sông Trường Giang, trong đó có nhiệm vụ chống lũ. Lưu lượng nước đổ về từ thượng nguồn dự kiến sẽ đạt 55.000 mét khối trên giây vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang. Lưu lượng này cao hơn con số kỷ lục trước đó trong năm nay là 53.000 mét khối trên giây được ghi nhận hôm 12 tháng 8. Giới chức đã bắt đầu mở cửa xả hồ chứa Tam Hiệp để đón lũ và cho biết việc ngập lụt ở các thành phố tại hạ lưu là do sự yếu kém của hệ thống thoát nước chứ không phải do việc xả nước của đập Tam Hiệp. Mặc dù hồ chứa Tam Hiệp ghi nhận mực nước cao kỷ lục trong năm nay, nhà chức trách vẫn chưa thông báo về việc xả lũ nhiều hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, người dân ở thành phố Vũ Hán và các tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang, những khu vực hạ lưu Trường Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bởi mực nước sông trong năm nay đã nhận được báo động đỏ về lũ hôm 15 tháng 8, mức cao nhất trên thang cảnh báo lũ 4 cấp độ. Hiện nay, có ít nhất 44 triệu người đã phải sơ tán để tránh lũ cho tới thời điểm này, một phần do các biện pháp chống lũ kém hiệu quả do sự yếu kém của chính quyền địa phương. Thiên tai diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng trở lại trong quý 2. Chính phủ nước này hôm 15 tháng 8 cho biết sẽ chi 1,5 tỷ nhân dân tệ cho các biện pháp nhằm đối phó với lũ lụt. Từ đầu năm đến nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3,7%, cao hơn so với kỳ vọng sau khi sụt giảm 7,2% vào quý 1. Chính phủ cho biết sự phục hồi kinh tế ổn định trong nửa đầu năm sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong nửa sau của năm. Tuy nhiên, với việc mưa lũ được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tuần tới, các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo về việc lũ lụt tràn lan sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc sử dụng máy bay trực thăng để tăng tốc sửa chữa đê bị vỡ trên sông Phù Hà hôm 15 tháng 8. Công việc dự kiến hoàn thành sau một ngày. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, giới chức trách nước này đã triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp với lũ ở cấp độ 4 tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Bộ trên cho biết thêm, nhà chức trách còn quyết định duy trì biện pháp ứng phó khẩn cấp tương tự tại hai tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc, đồng thời khuyến nghị Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Cam Túc cần tăng cường cảnh báo sớm cũng như ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và di rời dân cư ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Các đợt nắng nóng kéo dài ở hầu hết các khu vực thuộc 4 tỉnh trên kể từ tháng 6 khiến đất đai trở nên khô cằn và nứt nẻ, làm tăng nguy cơ thiên tai một khi xảy ra các đợt mưa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần này ở miền Tây nước này, với lượng mưa tích lũy cao hơn đáng kể so với các năm có điều kiện thời tiết bình thường. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Hai thành phố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm nay phát cảnh báo lũ lụt mức cao nhất, kêu gọi các địa phương chuẩn bị ứng phó mưa lớn. Thành phố Huỳnh Dương và Trường Viên thuộc tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt từ 2 lên 1, cao nhất trong thang 4 cấp độ của Trung Quốc, cảnh báo nguy cơ vỡ đập và lũ lụt bất thường xảy ra đồng thời. Những trận mưa lớn mùa hè năm nay đã gây thêm áp lực cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối phó với nền kinh tế bị trì trệ, lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam đã gây ra lũ lụt, làm hơn 300 người chết và khiến hoạt động sản xuất tại các nhà máy bị đình trệ. Thành phố Huỳnh Dương và Trường Viên nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền tỉnh đã ban hành cảnh báo đỏ về lượng mưa ở hàng loạt khu vực, dự báo mưa có thể lên tới hơn 100mm trong 3 giờ. Hà Nam cũng đã đình chỉ hoạt động khai thác cảng và cầu cảng. Các chuyến tàu đến và đi khỏi Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh bị hoãn một phần hoặc hủy. Nhiều thành phố trong tỉnh đã thông báo đóng cửa trường học,
giao thông công cộng, nhà máy cùng các hoạt động kinh doanh khác đến tối mai. Trung Quốc trước đó phát cảnh báo mưa lớn trên toàn quốc, bao gồm cả tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam và Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc. Đơn vị vận hành cho biết đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang vẫn chưa đạt dung tích phòng lũ tối đa và vẫn có thể đối phó với lũ lớn hơn. Tình hình lũ lụt hiện tại ở dòng chính của sông Trường Giang không đặc biệt nghiêm trọng, nên khả năng trữ nước phòng lũ của hồ thủy điện vẫn chưa được sử dụng hoàn toàn. Báo Trường Phong, trợ lý giám đốc của Trung tâm Thông tin và Truyền thông đập Tam Hiệp hôm qua cho biết, đập Tam Hiệp chứng kiến trận lụt đầu tiên trên sông Trường Giang hôm 12 tháng 8 với tốc độ dòng chảy cao nhất đạt 53.000 m khối trên giây, nâng mực nước hồ thủy điện lên 149 m sau khi lũ đi qua. Tuy nhiên, ông Bảo cho biết hồ thủy điện có thể xử lý mực nước cao tới 174 m. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cho biết đập có thể tiếp nhận tới 18.000 m khối trên giây trong đợt lũ này, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra lũ lớn ở hạ lưu. Đập Tam Hiệp chắn ngang sông Trường Giang, đoạn chảy qua Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Dự án đập Tam Hiệp là hệ thống kiểm soát nước đa năng, bao gồm một con đập dài 2.309 m và 185 m. Âu tàu 5 tầng và 34 máy phát điện. Trước mỗi mùa lũ, hồ thủy điện sẽ xả bớt nước để đảm bảo đủ sức chứa phòng lũ. Khi lũ lớn đến, đập sẽ ngăn nước để chặn lũ, bảo vệ các thành phố và làng mạc ở hạ lưu. Ông Bảo cũng bác bỏ thông tin cho rằng việc xả lũ ở đập đã gây ra lũ lụt cho các thành phố hạ lưu, nói rằng một số thành phố bị ngập sâu sau khi mưa lớn làm tê liệt hệ thống thoát nước của thành phố, không phải do lũ trên sông Trường Giang. Đập Tam Hiệp đã đóng vai trò lớn trong việc kiểm soát lũ kể từ khi nó bắt đầu hoạt động. Năm 2010 và 2012, chúng tôi đã đối phó trận đại hồng thủy với hơn 70.000 m khối trên giây và đảm bảo an toàn cho lưu vực hạ lưu, Bảo nói. Kể từ đầu tháng, những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá phần lớn miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều con sông vượt cảnh báo. Mưa lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người, khiến hơn 120 người chết hoặc mất tích và gây thiệt hại kinh tế lớn. Hồ thủy điện Chiết Giang mở toàn bộ cửa xả lũ, Vũ Hán họa vô đơn chí, Chiết Giang và xả lũ hồ thủy điện. Vũ Hán nâng mức cảnh báo lũ Trung Quốc, nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt. Ngày 16 tháng 8, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến nhiều khu vực hạ lưu sông Trường Giang. Đài khí tượng Trung Quốc đã nâng mức báo động lũ lên màu cam, cấp 2 trong 4 cấp xanh, vàng, cam, đỏ. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, lượng mưa lũy kế đo được tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mốc năm 1998 và năm 2016, chịu lượng mưa cao nhất trong 60 năm trở lại đây. Diễn biến mùa bão năm nay tại Trung Quốc dồn dập hơn mọi năm, nhiều khu vực chịu mưa lớn lặp lại. Trong thông báo nâng mức báo động lũ màu cam, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ ngày 16 tháng 8, dải mưa trải rộng từ miền Nam đến khu vực phía Nam hạ nguồn sông Trường Giang, gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, có nơi mưa rất to lên đến 350mm một giờ. Đợt mưa lớn thứ hai của cơn bão số 1 tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 14 tháng 8. Vùng ảnh hưởng từ phía đông khu vực Tây Nam đến trung hạ nguồn Trường Giang, lượng mưa trung bình tại khu vực này 100-200mm. Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc, lũ cục bộ, lượng mưa đo được lên tới 600mm. Theo tìm hiểu, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8, khu vực Đông Tứ Xuyên, Hoàng Hoài, Nam Hoa Bắc Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa kéo dài tiếp theo. Ngoài thiệt hại về người và tài sản, đợt mưa lũ năm nay gây ảnh hưởng rất lớn tới kỳ thi đại học của những khu vực trên. Thưa quý vị, mưa lớn gây lở đất tại các tỉnh Quý Châu, Hồ Bắc cũng đã khiến ít nhất 17 người chết và mất tích khi lũ lụt tàn phá miền Nam Trung Quốc. Một trận lở đất xảy ra tại khu vực miền núi của thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu sáng ngày 16 tháng 8 gây thiệt hại cho 3 ngôi làng. Giới chức địa phương cho biết 6 người hiện mất tích, ít nhất 145 người phải di rời và 6 người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhân viên cứu hộ mặc đồng phục màu cam đang lội qua bùn và đống đổ nát tại Đồng Nhân do nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ít nhất 19 ngôi nhà bị chôn vùi và 60 ngôi nhà khác bị hư hại. Các cảnh quay trên không cho thấy một vùng rộng lớn được cây xanh bao phủ hiện bị thay thế bằng bùn đất. Một trận lở đất khác cũng xảy ra sáng cùng ngày tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, khiến 8 người chết và chôn vùi 5 ngôi nhà. Một số khu vực danh lam thắng cảnh buộc phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc đã bị mưa lũ tàn phá từ tháng 6. Ít nhất 120 người đã chết hoặc mất tích do các thảm họa liên quan đến lũ lụt, trong khi thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 41,6 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,9 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, ít nhất đã có 10 người đã thiệt mạng và 3 người mất tích trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Nhiều trận bão đã ập đến Hồ Nam kể từ đầu tháng này.
một số trạm quan trắc đã báo cáo lượng mưa ở mức lịch sử. Khoảng 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng ở các tỉnh miền núi, nông thôn, trong khi hơn 2.700 ngôi nhà bị hư hại hoặc sập hoàn toàn. Kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết vào cuối ngày 15 tháng 8, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam năm nay đã tăng hơn 20% so với mức trung bình kể từ khi bước vào mùa lũ, đặc biệt kể từ ngày 8 tháng 8, cao gấp đôi so với những năm trước. Tính đến ngày 16 tháng 8, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại tỉnh Hồ Nam đã lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về nhiều trận mưa như chút nước sẽ xảy ra ở Quảng Tây và các tỉnh lân cận như Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Vân Nam theo Tân Hoa Xã. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng mùa hè, đặc biệt ở các khu vực miền Trung và miền Nam. Trận lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử, con sông lớn nhất Trung Quốc. Lũ lụt tiếp tục gây ra tàn phá ở các thành phố và khu vực nông thôn ở miền Trung Trung Quốc vào sáng sớm ngày 12 tháng 8, giết chết người dân khi họ còn đang ngủ. Nước lũ dâng cao tới 3,5 mét tại thị trấn Liulin của tỉnh Hồ Bắc sau trận mưa lớn bắt đầu vào ngày 11 tháng 8. Trận mưa xối xả khiến hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị hư hại, với 221 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Các nhà chức trách cho biết đã có 21 người bị thiệt mạng cùng với 4 người mất tích. Một nhà phân tích nói với The Epoch Times rằng, con số đó có thể không phản ánh tổng số thương vong thực tế vì chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc thường cắt giảm số liệu khi báo cáo thấp về thương vong do lũ lụt. Một người dân thường họ Lý cho biết còn rất nhiều người bị chết nữa. Trao đổi với The Epoch Times, anh nói rằng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Một nhân viên cứu hộ dân sự nói với The Epoch Times rằng số người chết thực sự vẫn chưa được biết. Nước lũ lên quá nhanh, lên tới hơn 3 mét, hiện chúng tôi đang làm sạch lớp bùn dày. Vào lúc 22 giờ đêm ngày 11 tháng 8, cơ quan khí tượng địa phương đã ban hành báo động đỏ nghiêm trọng nhất ở Lưu Lâm với lý do mưa cực lớn đổ bộ khu vực. 5 giờ sau, một trận lũ quét qua thị trấn khi người dân nơi đây còn đang ngủ. Các tầng đầu tiên của tất cả các tòa nhà dọc theo một con đường ở trung tâm thị trấn đã bị nhấn chìm ngay sau đó. Một chủ cửa hàng họ Chu thuật lại, chỉ nửa giờ trước khi lũ lụt xảy ra, chính quyền đã bắt đầu sử dụng loa phóng thanh của xe cảnh sát để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên, anh này phàn nàn rằng lời cảnh báo đã đến quá muộn. Trao đổi với The Epoch Times, ông chủ Chu nêu rõ nhiều người dân đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vào sáng ngày 12 tháng 8, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó. Anh Chu cho biết thêm, còi báo động của cảnh sát có thể đã không đánh thức được một số người do cơn mưa như chút nước. Anh ấy nhìn nhận, nếu có thêm nhiều sĩ quan hơn có thể đánh thức người dân qua loa hoặc gõ cửa, nhiều người khác sẽ thoát khỏi trận lũ lụt. Anh nói, không còn gì trong cửa hàng của tôi bây giờ, tất cả đã biến mất cùng với lũ lụt. Mọi hộ gia đình đều bị thiệt hại, tôi không biết liệu mình có thể nhận được tiền bồi thường hay không. Anh Chu hiện đang trú ẩn tại một trường học. Trận lụt kinh hoàng đã làm hư hỏng nguồn cung cấp điện và các phương tiện giao thông bị ngừng trệ. Truyền thông nhà nước China Daily dẫn nguồn từ văn phòng khẩn cấp tỉnh cho biết, ước tính thiệt hại lên đến hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt theo mùa, nhưng năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Với những trận mưa xối xả từ trung tâm đất nước đến tận Bắc Kinh, tháng trước, 12 triệu người ở một thành phố miền Trung khác là Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu lượng mưa lớn trong 3 ngày, tương đương với lượng mưa trung bình của một năm. Các nhà chức trách báo cáo có hơn 150 người chết vì lũ lụt, cùng 50 người mất tích. Người ta nghi ngờ dữ liệu chính thức về số người tử vong do trận lũ này, vì chính quyền đã phải điều động cả quân đội và cảnh sát để bảo vệ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đó là một đường hầm dài 2,5 dặm, khoảng 4 km đã bị ngập trong nước trong vòng 5 phút. Các nhà báo nước ngoài đưa tin về một đoàn tàu ngầm bị nhấn chìm trong trận lũ này, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc truy lùng và sách nhiễu. Chế độ độc tài này cũng đã bắt giam một nhiếp ảnh gia truyền thông nhà nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cấm người dân để tang những người đã bị chết đuối ở lối vào của một ga tàu điện ngầm. Dự báo sẽ có thêm mưa lớn trên khắp miền Đông và Nam Trung Quốc, bao gồm cả tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam. Trung tâm Khí tượng Quốc gia của nước này cho biết vào ngày 14 tháng 8, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba cây cầu cổ có niên đại hàng trăm năm ở Trung Quốc bị hư hại, sụp đổ do mưa lớn ở Trung Quốc. Cầu Thải Hồng được xây dựng từ cách đây 800 năm ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vũ Nguyên, tỉnh Giang Tây, hôm 9 tháng 8 đã hư hại nặng do lũ quét. Cây cầu này tồn tại từ thời nhà Nam Tống, là một trong những công trình lịch sử mang ý nghĩa quan trọng của Trung Quốc. Hôm 15 tháng 8, cầu Trấn Hải ở huyện Shenxian, tỉnh An Huy cũng sụp đổ. Trấn Hải được xây dựng năm 1536,
là cây cầu cổ xưa nhất trên địa bàn. Cây cầu được coi là di tích văn hóa nằm trong danh mục được bảo tồn ở Trung Quốc. Hôm 15 tháng 8, cư dân mạng Trung Quốc bị sốc khi xem video quay cảnh cầu Le Cheng ở huyện Jinde, tỉnh An Huy bị mưa lũ gây hư hại nặng. Cây cầu được xây dựng năm 1543 từ thời nhà Minh, tính đến trước khi bị mưa lũ phá hủy đã tồn tại được 477 năm. Việc ba cây cầu lịch sử bị sụp đổ, hư hại nặng chỉ trong chưa đầy một tuần đã khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Tờ China Daily, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh bình luận: "Thật đau buồn khi nhìn thấy ba cây cầu cổ xưa này, từng trụ vững qua nhiều trận bão, nay đã bị lũ quét khuất phục." Tình cảnh mưa lũ hiện vẫn diễn biến phức tạp ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc. China Daily thẳng thừng chỉ trích cơ quan bảo vệ di tích văn hóa và chính quyền địa phương vì không làm tròn trách nhiệm. Lũ lụt là thảm họa thiên nhiên, nhưng không vì thế mà các cơ quan địa phương không phải chịu trách nhiệm cho các sự kiện tồi tệ trên, China Daily báo viết. Theo China Daily, những cây cầu cổ này lẽ ra phải được bảo vệ đặc biệt, nhưng suốt một thời gian dài phải chịu tải trọng vượt mức thiết kế do đô thị hóa nhanh chóng ở các khu vực lân cận. Nước sông dâng cao tạo thành lũ quét càng khiến cây cầu cổ xưa chịu áp lực lớn. Cuối cùng, tình trạng ô nhiễm nguồn nước đã làm xói mòn các cột trụ của cầu, China Daily viết. China Daily báo coi việc ba cây cầu sụp đổ trong vòng chưa đầy một tuần là tổn thất vô cùng lớn, đề nghị chính quyền địa phương phải có phương án sửa chữa, gia cố, khôi phục hiện trạng, cũng như đánh giá trên địa bàn có những cây cầu cổ nào có nguy cơ để kịp thời ứng phó. Công nghệ xây dựng ngày nay đã rất tiên tiến, có thể được áp dụng để giúp bảo vệ những công trình lịch sử này, China Daily viết. China Daily báo cho rằng, chính quyền địa phương phải xây thêm một cây cầu hiện đại song song với cầu cũ để giảm tải cũng như biến những cây cầu cổ làm nơi chuyên phục vụ du lịch. Kính thưa quý vị, theo dự báo mới nhất của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đại lục, bão Tali đã đổ bộ vào bờ biển từ phía đông đảo Hải Nam đến phía tây Quảng Đông vào đêm ngày 15 tháng 8 và có thể trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đại lục trong năm nay. Tại Hồng Kông, Đài quan sát đã thay đổi tín hiệu gió mạnh số 3 vào lúc 5 giờ 40 phút sáng ngày 16, cho thấy Tali đã mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng và tốc độ gió trung bình dự kiến là 41-62 km/h. Tờ The Paper và các phương tiện truyền thông đại lục khác đưa tin vào ngày 16 tháng 8 rằng, theo dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, bão Tali sẽ di chuyển theo hướng Tây và Bắc với tốc độ 10-15 km/h và đổ bộ vào bờ biển từ phía đông đảo Hải Nam đến phía tây Quảng Đông vào đêm ngày 16 tháng 8. Nó trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong năm nay. Bão Tali sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ trong ngày 18, sau đó có xu hướng đi vào vùng biển Quảng Tây. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tali, từ ngày 16 đến ngày 19, có mưa to hoặc rất to ở Nam Vân Nam, Trung và Nam Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Nam Hồ Nam, Giang Tây, Tây và Nam Phúc Kiến, Trung và Nam An Huy, Giang Tô, Tây Chiết Giang và Đông Nam Tây Tạng. Trong số đó có mưa bão lớn ở các vùng phía Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam và Đông Nam Vân Nam, bờ biển phía Tây Nam Quảng Đông, bờ biển phía Nam Quảng Tây, miền Trung và phía Bắc đảo Hải Nam có mưa lớn. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đại lục đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam vào lúc 1 giờ chiều ngày 15, đồng thời cử một nhóm công tác đến Quảng Đông để hỗ trợ và hướng dẫn phòng chống bão tại địa phương. Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 để đề phòng chống lũ lụt ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và Vân Nam vào lúc 4 giờ chiều ngày 15. Tổ công tác đã đến Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và các nơi khác để hỗ trợ công tác phòng thủ, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tăng cường quan trắc nước mưa, dự báo và cảnh báo sớm. Đài quan sát Hồng Kông cho biết trong vài giờ qua, Tali đã có dấu hiệu mạnh lên, tùy thuộc vào sự thay đổi về sức mạnh của Tali và khoảng cách giữa khu vực gió liên quan và cửa sông Châu Giang. Cơ quan này sẽ đánh giá xem có cần thiết phải đổi tín hiệu gió giật cấp 8 hoặc bão từ nửa đêm đến rạng sáng mai. Nếu Đài Thiên văn Hồng Kông phát tín hiệu báo bão số 8, nhiều cửa hàng trong chợ nói chung sẽ đóng cửa và các trường học sẽ tạm dừng các lớp học. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, thiên tai đã được báo cáo ở nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, nơi một số người đã thiệt mạng. Một nữ sinh Giang Tô đạp xe xuống cống nước đọng không may chết đuối. Theo tin tức cửu trùng đài, mưa lớn bắt đầu đổ xuống thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô vào sáng sớm ngày 16 và một số con đường trong khu đô thị đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Sau khi cống cục bộ bị ngập nước, một chiếc xe buýt và một ô tô cá nhân bị hỏng và mắc kẹt, 8 hành khách và một tài xế trên xe đã thoát ra ngoài trong quá trình này.
Trong video cũng có thể thấy nhiều đoạn đường trong khu đô thị Dương Châu đang bị ngập nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, tại cùng một địa điểm, phần thân trước của một chiếc ô tô tư nhân màu trắng bị nhấn chìm, đuôi xe bị lật ngửa và nổi trên mặt nước, đèn hậu bên trái và bên phải đều sáng. Nhiều người quay video đã nói rằng chủ sở hữu của chiếc xe riêng đã không may bị chết đuối. Về vấn đề này, các sĩ quan cảnh sát từ đồn cảnh sát ở khu vực xảy ra vụ việc nói với Jimu News rằng những người ngồi trong chiếc xe riêng màu trắng không chết. Một báo cáo khác từ các sở ban ngành liên quan của thành phố Trấn Giang được lan truyền trên Internet cho thấy vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8, một nữ công dân 50 tuổi đã chết khi đi ô tô chạy pin ở cầu Cống Châu trong khu đô thị. Nhân viên của trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trấn Giang nhấn mạnh rằng tình trạng khẩn cấp đã được Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị Nông thôn thành phố báo cáo. Chiếc xe chưa từng đi qua một đường cao tốc bị tắc nghẽn và không may bị chết đuối sau nỗ lực cứu hộ thất bại. Theo một báo cáo trước đó từ mạng thời tiết Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tali, đã có mưa lớn cục bộ ở Trấn Giang và Dương Châu, Giang Tô và mưa to hoặc cực lớn cục bộ ở Nam Kinh, Giang Tô và Gia Hưng, Chiết Giang. Thông tin cảnh báo sớm từ trạm khí tượng Trấn Giang cho thấy, vào lúc 7 giờ 13 phút ngày 16 tháng 8, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng của thành phố đã được nâng cấp thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Lúc 2 giờ chiều, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam đã được dỡ bỏ. Bão sẽ đổ bộ vào Trạm Giang, Quảng Đông hoặc có thể đổ bộ lần hai vào Quảng Tây ngày 18 tháng 8. Theo dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, tâm bão số 4 năm nay Tali sẽ đổ bộ vào bờ biển đảo Nam San, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 17, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Theo Nhấp Cao Trân, một kỹ sư cấp cao tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Biển và Bão của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, khi Tali di chuyển về phía Tây và phía Bắc sau khi đổ bộ, khu vực mưa sẽ dần dần di chuyển về phía Tây đến tận phía Đông Vân Nam. Vì vậy, nói một cách tương đối, phạm vi ảnh hưởng của các trận mưa tiếp theo rộng hơn phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh. Dự kiến sau khi Tali đổ bộ, nó sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 và có thể đổ bộ trở lại bờ biển Quảng Tây vào rạng sáng ngày 18. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu cam và cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 6 giờ chiều ngày 15 tháng 8. Dự kiến đến đêm ngày 18, một phần của hầu hết Quảng Đông, Quảng Tây, hầu hết đảo Hải Nam, Đông Nam Phúc Kiến, Nam Hồ Nam và Đông Nam Quý Châu có mưa to đến rất to, trong đó có các khu vực Tây Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây và Bắc đảo Hải Nam có mưa dông rất to và mưa dông cục bộ. Đồng thời, ngành vận tải biển, đường sắt và các ngành khác dọc bờ biển Nam Trung Quốc đã kịp thời có biện pháp đình chỉ hoạt động, nhiều danh lam thắng cảnh tạm thời đóng cửa. Trong số đó, tất cả các tuyến từ Quảng Tây, Bắc Hải đến đảo Vi Châu đã bị đình chỉ và đảo Vi Châu đã sơ tán khoảng 18.800 hành khách kể từ ngày 16. Ngoài ra, cung điện Tiahu Nasa Quảng Châu, công viên bờ biển Damesa Thâm Quyến, Vịnh Rùa Huệ Châu, bãi biển đầu tiên của Trung Quốc Mao Ninh và nhiều danh lam thắng cảnh khác đã ban hành thông báo đóng cửa tạm thời và thời gian phục hồi sẽ được xác định. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão, sân bay Hải Nam Quỳnh Hải Bảo và sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu đã hủy tất cả các chuyến bay vào ngày 17 và đường sắt cao tốc đảo Hải Nam và các chuyến bay ngoại ô Hải Khẩu cũng bị đình chỉ vào cùng ngày. Kính thưa quý vị, gần đây, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Hàng trăm hồ chứa ở An Huy đã vượt mức nước lũ cho phép. Nhiều thành phố đã bị ngập úng, một số đường phố ở Đại Châu, Tứ Xuyên bị ngập lụt, nhà cửa và cửa hàng chìm trong nước. Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8, vùng núi Đại Bi và các khu vực ven sông ở An Huy có mưa lớn và mưa bão cực lớn. Một số khu vực xảy ra ngập úng đô thị và nông thôn, sạt lở núi, 138 hồ chứa vượt quá mức nước lũ cho phép và 542 hồ chứa tràn hồ chứa nước. Các con sông vừa và nhỏ dâng lên đáng kể và tình trạng ngập úng xảy ra ở An Khánh, Đồng Lĩnh, Trì Châu và những nơi khác. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy khu đô thị An Khánh bị ngập nước, các phương tiện và người dân bị mắc kẹt. Lũ quét bùng phát ở thành phố Thiên Sơn, An Khánh, nền đường bị phá hủy. Theo các báo cáo, diện tích đất canh tác rộng lớn ở nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Ông Khui, một người dân ở An Khánh, đường xá ở An Khánh bị ngập nước. Nước trên núi dâng cao, các hồ chứa cũng đang xả nước. Nước tương đối lớn, một số diện tích đất canh tác cũng bị ngập trong năm nay. Một là nắng nóng, hai là thiên tai nghiêm trọng hơn. Chúa sẽ trừng phạt tội. Và tác động của việc trồng lúa mì là tương đối lớn. Anh Vương, người dân An Khánh cho hay, mưa to quá nên nước không thoát được. Nước tích tụ quá sâu khiến cộng đồng ở đây bị ngập. Bây giờ chưa phải là mùa mưa. Cứ đến mùa mưa là có mưa nhiều, năm nào cũng vậy, quen rồi.
vì ở gần khu vực ven sông, trên Internet đưa tin rằng hơn 100 hecta lúa mì do ông Zhang trồng ở làng Jinsen, thành phố Tông Trang đã bị ngâm trong nước và đang phải đối mặt với thất bại. Ông Zhang: Thôi hết rồi. Bên chúng tôi là một hội chợ nhỏ, chỉ vì trời mưa mà nước trong hội chợ không thoát được. Hơn 100 mẫu lúa mì đều chìm trong nước. Ông Chu, một người dân ở An Khánh: Thời tiết bây giờ bất thường, mưa đặc biệt lớn và kéo dài trong vài ngày. An Khánh và Đồng Thành nghiêm trọng hơn. Dọc sông có lũ, nước không chảy được ở vùng đồng bằng trống trải. Vào ngày 16, ở Tứ Xuyên có nhiều trận mưa xối xả, có báo cáo về thiên tai. Video đăng tải trên mạng cho thấy nước sông ở Huyền Hán, thành phố Đại Châu dâng cao. Một số tuyến phố bị ngập, nhà dân và cửa hàng ở tầng 1 bị ngâm trong nước, gây thiệt hại nặng nề. Có một đoạn video cho thấy một trận lở đất ở ngọn núi lớn Huyền Hán Ba Sơn đã lao xuống núi và một người đã bị lũ cuốn trôi. Thưa quý vị, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 15 tháng 8, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở nhiều nơi tại Liêu Ninh, khiến các ngôi nhà dân bị tốc mái, trong đó thảm họa ở thành phố Thiết Lĩnh nghiêm trọng hơn và hơn 200 cư dân bị ảnh hưởng, trong đó có 10 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, một số tuyến tàu cao tốc tại địa phương buộc phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của lốc xoáy. Theo đoạn video do cư dân địa phương quay lại, phần thân chính của vòng xoáy lốc xoáy dường như lao thẳng lên trời, di chuyển nhanh cùng các vật thể xung quanh, xe cộ trên đường bị hất tung, mái nhà dân bị tốc mái, những tấm tôn khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khung cảnh kinh hoàng như trong phim thảm họa, lốc xoáy quét qua nhiều nơi ở Liêu Ninh. Theo tường thuật của CCTV, theo thống kê sơ bộ, hiện tại đã có 70 hộ dân bị ảnh hưởng và hơn 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Hiện các nạn nhân đang được chuyển đi, hơn chục người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Nhiều tuyến đường cao tốc cục bộ bị ngưng hoạt động do ảnh hưởng của lốc xoáy. Một giờ trước khi cơn lốc xoáy xảy ra ở thành phố Thiết Lĩnh, một cơn lốc xoáy hiếm gặp cũng xảy ra ở thành phố Phúc Tân, Liêu Ninh. Theo nguồn tin từ chính quyền thành phố Phúc Tân, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 14 tháng 8, tại quận Hải Châu, do thời tiết đối lưu mạnh đã xảy ra lốc xoáy gây hư hỏng một số nhà cửa, phương tiện, đường dây điện và cây xanh. Sau khi thảm họa xảy ra, thông báo chính thức ngay lập tức nhấn mạnh rằng hiện tại không có thương vong và lực lượng ứng phó khẩn cấp, xây dựng nhà ở, phòng cháy, chữa cháy và các bộ phận khác đã được tổ chức để tiến hành dọn dẹp tại chỗ và sửa chữa điện. Nhưng một số cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi: tốc độ gió quá đáng sợ, tôi không thể chạy được nữa, tôi vẫn có thể bám vào cây, nếu không tôi đã bị hút vào. Tôi không tin là không có ai bị thương. Quý vị thân mến, Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ, tiếp tục có mưa và lũ lụt kể từ ngày 13 và thành phố đã bước vào tình trạng báo động cao về phòng chống thiên tai vào ngày 15. Theo báo cáo từ Tổng cục các tình trạng khẩn cấp của Mông Cổ, đập sâu Celebo ở phía đông nam thủ đô Ulaanbaatar đã bị lũ cuốn trôi vào ngày 15. Và ít nhất 27 tòa nhà dân cư và hàng trăm phương tiện cơ giới ở khu vực xung quanh đã bị cuốn trôi, ngập. Phần còn lại của thành phố Ulaanbaatar cũng bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau. Thị trưởng Ulaanbaatar Sumia Baza đã yêu cầu các bộ phận liên quan đóng cửa của các con đường ở những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thủ tướng Mông Cổ Owin Eden đã yêu cầu cơ quan quản lý khẩn cấp nhà nước áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo báo cáo từ Cục Khí tượng Mông Cổ, nhiệt độ ở Ulaanbaatar kể từ tháng 7 thấp hơn nhiệt độ trung bình những năm trước. Vào ngày 14, lượng mưa đã phá vỡ kỷ lục cùng kỳ trong 60 năm qua. Gần đây, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục. Thành phố Trùng Khánh chính thức thông báo đợt lũ đầu tiên của năm nay đã hình thành. Ngoài ra, huyện Trấn Bá, tỉnh Thiểm Tây cũng hứng chịu trận mưa xối xả 50 năm có một lần. Một người dân ở huyện Vu Sơn, Trùng Khánh: Ôi hết rồi! Vào ngày 14 tháng 8, tại làng Ngô Long Kiều, thị trấn Bảo Long, huyện Ngô Sơn, Trùng Khánh, một ngôi nhà đối diện với dòng nước đã bị lũ dữ cuốn trôi. Người dân đứng trên bờ chứng kiến tòa nhà 3 tầng chìm trong dòng nước chỉ trong tích tắc. Thật kinh hoàng, một người dân ở Đại Châu, Tứ Xuyên cho biết, nước dâng cao quá. Một người dân khác ở Đại Châu, Tứ Xuyên nói, cầu cũng gãy. Tính đến sáng ngày 14, trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã theo dõi từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8. Hầu hết các khu vực của Trùng Khánh đều có mưa lớn, từ mưa cục bộ đến mưa lớn. Trong đó có làng Bạch Yến, thị trấn Trường Đàm, Vạn Châu. Lượng mưa ngày lớn nhất 251,5mm. Mưa xối xả cũng khiến 85 con sông mực nước dâng cao ở các mức độ khác nhau, trong đó có các trụ cầu của đường sắt Vạn Lương bị ngập lụt và các cây cầu bị sập, khiến các đoàn tàu phải quay đầu hoặc ngừng chạy. Một cây cầu cổ ở địa phương bị nhấn chìm gần hết, chỉ còn trơ lại phần đỉnh. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, một vụ lở đất đã xảy ra tại thị trấn quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, đã vùi lấp một ngôi nhà và khiến 6 người thiệt mạng. Chưa rõ thương vong thực sự.
Cục Bảo tồn nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự đoán rằng hầu hết các con sông ở Trùng Khánh sẽ bị lũ lụt ở các mức độ khác nhau trong vài ngày tới. Ngoài Trùng Khánh, các quận ở Đại Châu, tỉnh Từ Xuyên và Ân Sư, tỉnh Hồ Bắc cũng hứng chịu mưa lớn và lũ quét, đường phố trở thành sông, xe cộ và cửa hàng dọc các tuyến phố ngập trong nước. Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp một lượng nước lớn như vậy. Một cư dân ở huyện Ân Sư, tỉnh Hồ Bắc cho biết, tệ thật, xe của tôi chắc cũng tệ. Huyện Trấn Bá, tỉnh Thiểm Tây cũng phải hứng chịu trận mưa dưới sàn 50 năm mới có một lần, gây hư hại 80 con đường trong huyện và buộc hơn 4.500 người phải sơ tán. Bà Seng, một thương gia ở quận Trấn Bá cho biết, thiệt hại toàn bộ Trấn Bá của chúng tôi phải lên tới hàng tỷ đô la. Có nhiều thương vong, mái nhà bị dột và nhiều thiết bị điện bị hư hỏng. Chắc là tắc đường rồi, chúng tôi bán hàng không giao được hoặc bị kẹt trên đường. Điều này chắc chắn có tác động đến doanh số bán hàng của chúng tôi. Văn phòng khẩn cấp của quận Trấn Bá cũng tiết lộ rằng mưa lớn đã gây ra nhiều vụ lở đất và những người được chuyển đi vẫn chưa thể về nhà. Văn phòng cấp cứu huyện Trấn Bá cho biết chưa về nhà, người được chuyển đến vẫn đang ở khu tái định cư, phải đợi mấy ngày, trận mưa bão này 50 năm mới gặp một lần, sạt lở đất rất nhiều. Gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc xảy ra mưa lớn, dẫn đến thiên tai lở đất thường xuyên xảy ra và hàng loạt người chết. Tính đến ngày 16 tháng 8 tại Cam Túc, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Từ Xuyên và các khu vực khác, trong vòng 13 ngày, thông báo chính thức cho biết 23 người đã chết và 20 người mất liên lạc, con số nạn nhân thực tế có thể cao hơn. Lở đất ở Cam Túc làm 11 người chết và mất liên lạc. Theo tin tức của CCTV, vào lúc 23 giờ 30 phút đêm qua, làng Trương Tử Câu, huyện Hạ Hà, tỉnh Cam Túc hứng chịu lượng mưa lớn và xảy ra thảm họa lở đất. Tính đến 9 giờ 59 phút ngày 16 tháng 8 đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, 2 người mất liên lạc và 7 người bị thương. Một đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy ngôi làng Trương Tử Câu đang ở trong tình trạng hỗn độn, nước bùn ngập đến đầu gối, con đường lầy lội đầy đá và những ngôi nhà bị cuốn trôi. Sở Tài nguyên tỉnh Cam Túc và Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc cùng đưa ra cảnh báo màu vàng về thảm họa địa chất vào lúc 22 giờ ngày 16 tháng 8. Huyện Hạ Hà và thành phố Tả Tác thuộc khu tự trị Tây Tạng Cán Nam, khu tự trị Đông Tương Sa La, khu tự trị Đông Tương, quận tự trị Lâm Tiểu Huệ, ở quận Lâm Hạ và quận Hà Trịnh nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất tương đối cao. Một thảm họa lở đất khác cũng xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc. Vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 8, một vụ lở đất xảy ra tại thôn Nguyệt Sơn, huyện tự trị Ngũ Phong, Thổ Gia, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Một công trường xây dựng trên đường cao tốc đã bị chôn vùi và nhiều công nhân bị mắc kẹt. 5 người đã được giải cứu vào ngày hôm đó và 9 người đã mất liên lạc. Tính đến ngày 16 tháng 8, thiên tai đã khiến 2 người chết và 7 người mất tích. Cơ hội sống sót của những người mất tích là rất mong manh. Lở đất ở Trung Khánh cũng đã khiến ít nhất 15 người chết, 4 người mất tích. Vào ngày 13 và 14 tháng 8, mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Trùng Khánh, lở đất xảy ra ở nhiều nơi. Cư dân không kịp chạy thoát thân đã bị tàn phá. Các video đăng trên Internet cho thấy lũ lụt đang hoành hành ở quận Vạn Châu, khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, một lượng lớn nước bùn tràn vào các khu dân cư, cầu và một số ô tô bị ngập. Mọi người đang chờ đợi trong nước để được giúp đỡ. Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy những ngôi nhà dọc theo sông Bảo Long ở Ngô Sơn bị ngập ngay lập tức và biến mất trong lũ. Theo báo cáo chính thức, lũ lụt đã xảy ra ở 36 thị trấn làng mạc và đường phố trong huyện, bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương. Dân số bị ảnh hưởng vượt quá 37.000 người và hơn 11.500 người phải sơ tán. Tính đến ngày 15 thì có 15 người chết và 4 người mất tích. Vì các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che đậy tình hình thực tế, mọi người đặt câu hỏi rằng số người chết thực tế trong trận lụt có thể cao hơn. Vào tối ngày 16 tháng 8, huyện Trấn Bá, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây hứng chịu trận mưa xối xả 50 năm mới có một lần, gây ra lũ lụt và lở đất trên núi. Lũ lụt phá hủy nhà cửa và hư hỏng gần 100 huyện thị. Lũ lụt gây mất nước và mất điện ở hầu hết các thị trấn, gián đoạn liên lạc và nhiều diện tích hoa màu bị phá hủy. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy lũ dữ dội tràn vào các ngôi làng và thị trấn, đường phố bị nhấn chìm, một số ngôi nhà bị cuốn trôi, những con đường bị cuốn trôi. Những chiếc ô tô đang đậu bị bùn đất chôn vùi một nửa trong lũ lụt và con số là không rõ. Ít nhất 7 người mất tích và 4 người chết ở Vân Xuyên, Từ Xuyên. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 8, huyện Vân Xuyên, tỉnh Từ Xuyên hứng chịu mưa lớn ngắn ngày, lũ quét và lở đất xảy ra ở bản Tử Câu, xã Miên Lộ và Tân Kiều Câu, xã Vi Châu, khiến hơn 900 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo chính thức, tính đến khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó, ít nhất 7 người đã mất tích và 4 người trong số họ đã thiệt mạng trong thảm họa. Số liệu thực tế là không rõ.
Thưa quý vị, ngày 16 tháng 8, Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình. Do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mới, lưu lượng nước sông Dương Tử đổ về đập Tam Hiệp đã tăng lên đáng kể. Dự báo đợt lũ thứ hai trên sông Dương Tử sẽ khiến lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 55.000 m3 trên giây vào khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 8. Ngày 16 tháng 8, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp tăng đến mức 157,11 m, vượt mức cảnh báo lũ hơn 12 m. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa của con đập kể từ đầu mùa mưa lũ năm nay. Tối ngày 16 tháng 8, theo giờ địa phương, hồ chứa của đập Tam Hiệp đã trữ khoảng 7 tỷ m3 nước, chỉ còn trống 15 tỷ m3 dung tích. Theo Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8, lưu vực con sông sẽ đón nhận trận mưa rất lớn, nước đổ về đập Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho việc kiểm soát lũ. Cùng ngày 16 tháng 8, Trung Quốc đã triệu cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình. Ông Tập chỉ ra rằng, kể từ đầu tháng 6, các cơ quan Trung Quốc đã hành động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt được kết quả khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh, phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng, tài sản người dân cũng như an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất, mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là nghiêm trọng. Ông Tập yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm rằng, chính quyền địa phương cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn về tính mạng, sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng cơ sở hạ tầng quan trọng và vận hành những dự án bảo tồn nước một cách hợp lý, cần phối hợp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai, ông Tập nhấn mạnh. Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng được quan tâm nhiều nhất là Giang Tây và Hồ Bắc. Tại Giang Tây, ngày 16 tháng 8, một đoạn đê bị vỡ trên hồ Bà Dương đã được vá xong. Những trận mưa lớn liên tục khiến diện tích mặt hồ mở rộng thêm 25%. Nhiều ngôi làng, đồng ruộng bị nhấn chìm khi xảy ra sự cố vỡ đê. Cùng ngày 16 tháng 8, Vũ Hán đã đưa báo động đỏ về tình hình mưa lũ. Tính đến 8 giờ ngày 16 tháng 8, mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Vũ Hán đạt 28,32m. Từ ngày 18 đến ngày 20, dự báo sẽ có những trận mưa cực lớn xảy ra ở Vũ Hán. Điều này cho thấy việc kiểm soát lũ ở Vũ Hán là rất khó khăn, rủi ro gia tăng và đối phó với lũ lụt sẽ là một cuộc chiến dài. Trình Kiến Quân, quan chức thủy lợi ở Vũ Hán nhận định, theo báo cáo, 91% con đê ở Vũ Hán được đắp bằng đất. Nếu bị ngâm nước kéo dài, đê bằng đất sẽ trở nên mềm nhũn và dễ vỡ. Bão Talim đe dọa Trung Quốc đại lục. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu cam. Nó sẽ đổ bộ vào Trung Quốc vào đêm ngày 16 tháng 8. Bốn tỉnh và khu vực cũng sẽ đối mặt với mưa to hoặc mưa cực lớn. Hiện tại, tin bão về cơn bão Talim gây mưa lớn ở Dương Châu đã trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo. Tin tức về thảm họa ở nhiều nơi cũng có thể dồn dập đưa tin. Bão Talim có thể gây lũ quét và thiên tai địa chất. Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng Trung ương, cơn bão số 4 năm nay Talim đã mạnh lên cấp bão cuồng phong vào lúc 8 giờ và sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Đài Sơn, Quảng Đông đến Văn Xương. Ước tính trong 24 giờ tới do ảnh hưởng của Talim và hệ thống mây bao quanh nó, trên mặt biển gần hầu hết Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, eo biển Quỳnh Châu, bờ biển Quảng Đông sẽ có 66 đám mây, bờ biển Quảng Tây, bờ biển đảo Hải Nam, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa và đảo Hoàng Nha. Gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, trong đó vùng biển phía Bắc Biển Đông, eo biển Quỳnh Châu, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Tâm và vùng biển phía Tây Quảng Đông, vùng biển Quảng Tây và phía Bắc đảo Hải Nam có gió giật cấp 9 đến 11, vùng biển và các đảo lân cận, vùng tâm bão đi qua có gió cấp 12, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Lúc 22 giờ 20 phút, ảnh mây màu thật của vệ tinh khí tượng Địa Tĩnh được chồng lên ảnh đỉnh mây. Có mưa to đến rất to ở các vùng phía Tây và Nam Quảng Đông, Trung và Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam và Nam Phúc Kiến. Đồng thời, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông màu vàng. Dự kiến hầu hết Quảng Đông, Quảng Tây, hầu hết đảo Hải Nam, Đông Nam Phúc Kiến, Nam Hồ Nam và Đông Quý Châu và một số khu vực ở phía Nam và những nơi khác có mưa to đến rất to. Trong đó, có một số khu vực ở Tây Nam Quảng Tây, Nam Quảng Tây và Bắc đảo Hải Nam có mưa dông lớn, có nơi mưa to cục bộ với lượng mưa từ 250 đến 300mm. Miền Trung và miền Bắc Giang Tây, miền Đông Hồ Bắc cũng có mưa lớn rải rác hoặc mưa xối xả ở các khu vực phía Bắc An Huy và những nơi khác.
các khu vực nêu trên kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, với lượng mưa mỗi giờ tối đa đo được là 30-50mm và khu vực địa phương có thể vượt quá 80mm và có thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão và gió giật mạnh. Theo ChinaNews.com, các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam đã triển khai ứng phó khẩn cấp. Bắt đầu từ 12 giờ, toàn thành phố Hải Khẩu đã triển khai 6 đợt đình chỉ, bao gồm đình chỉ lớp học, đình chỉ công việc, đình chỉ hoạt động, đình chỉ các chuyến bay, đình chỉ công viên và đình chỉ kinh doanh. Tali là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Nguy cơ thiên tai do bão và gió ở các vùng phía Nam Trung Quốc và vùng biển phía Bắc Biển Đông là rất cao, lượng mưa lớn có thể gây ngập úng đô thị và nông thôn, dòng chảy trên núi và các thảm họa địa chất. Bão Talim gây bão ở Dương Châu đã trở thành chủ đề nóng nổi trên Hot Search Talim oàn mình ở Giang Tô, Chiết Giang. Hiện tại, tin tức trên Weibo về bão Talim gây ra bạo lực ở Dương Châu đã trở thành xu hướng tìm kiếm, đồng thời nhiều video và hình ảnh liên quan đến thu hút sự chú ý của dư luận. Một người quay video cho biết Dương Châu, Giang Tô hứng chịu mưa lớn do bão Talim. Trong video cũng có thể thấy nhiều đoạn đường trong khu đô thị Dương Châu đang bị ngập nước nghiêm trọng. Theo miêu tả của người chụp ảnh cho thấy, có chỗ nước trên đường sâu hơn 1 mét, xe buýt buộc phải lái qua nên đến chỗ cao thì không sao. Trong video cũng có thể thấy nhiều đoạn đường trong khu đô thị Dương Châu đang bị ngập nước nghiêm trọng. Cũng có cư dân Dương Châu bất lực bày tỏ Talim gây mưa lớn ở Dương Châu. Ai biết được những người lao động chăm chỉ đi sớm 1 tiếng rưỡi, bắt taxi và bị tài xế ném ở nửa đường, dắt bộ dưới nước và đi trên cỏ mà vẫn đi làm đúng giờ. Theo Ngô Hải Anh, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão, lượng mưa tương đối lớn xảy ra ở Giang Tô, cực đoan hơn nữa là từ đêm đến sáng, thị trấn Puxi, Dương Châu, tỉnh Giang Tô, lượng mưa đo được là 128,5mm trong 1 giờ. Lượng mưa 100-249,9mm trong 24 giờ được gọi là mưa lớn, tức là tương đương với lượng mưa dông lớn đạt chuẩn trong 1 giờ. Lượng mưa tích lũy cũng đáng kinh ngạc, lượng mưa đo được tại thị trấn tổng cộng là 302,4mm. Ở tỉnh An Huy lân cận, lượng mưa cũng không hề nhỏ, từ 2 giờ đến 14 giờ, tổng cộng có 93 trạm đo mưa trong tỉnh, có lượng mưa vượt quá 50mm và 23 trạm đo mưa có lượng mưa vượt quá 100mm. Tại Tương Tuyền đạt 162,0mm. Theo nhiều chuyên gia, bao gồm cả Ngô Hải Anh, Talim lần này kéo dài tương đối xa và rãnh ngược xảy ra ở các khu vực Giang Tô, An Huy và Chiết Giang. Còn tại Tân Cương, nhiệt độ tiếp tục tăng vọt lên tới 48 độ C. Một cư dân mạng khác xúc động viết, khi bạn đi ra ngoài, đó là vào lò. Khi bạn đi bộ, đó là ma la tang. Và khi bạn ngồi xuống, đó là chảo lửa. Trên thực tế, khi Talim kéo theo gió và mưa vào ngày 16 và 17 tháng 8, Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác vẫn duy trì nhiệt độ cao ở khoảng 33 độ C. Cơ thể cảm thấy ngột ngạt. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung ương, nhiệt độ cao nhất ở Quảng Tây, lưu vực Tứ Xuyên, Nam Hà Bắc, Bắc Kinh, Tân Cương và phía Tây Nội Mông trong ngày 16 là 35-38 độ C. Nhiệt độ ở phía Đông và Nam Tân Cương cực kỳ nóng và nhiệt độ trong lưu vực Tupan vượt qua 45 độ C. Nhiệt độ tối đa tại trạm Tupan ở Tân Cương là 48,7 độ C, rất gần với kỷ lục lịch sử là 49 độ C. Từ ngày 18, áp cao cận nhiệt đới sẽ một lần nữa mạnh lên và mở rộng về phía Tây, liên kết dần với áp cao lục địa. Nhiệt độ cao ở phía Nam bắt đầu phát triển và lan rộng từ Phúc Kiến, Giang Tây. Nhiệt độ cao ở phía Nam sẽ xuất hiện trở lại trên diện rộng. Từ Long Trào Tứ Xuyên đến khu vực Giang Nam và Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt trên 35 độ C. Ở phía Bắc, nhiệt độ cao sẽ tập trung ở Tân Cương trong vài ngày tới. Riêng lưu vực phía Nam Tân Cương sẽ tiếp tục có nhiệt độ cao. Ví dụ, nhiệt độ cao nhất ở Tupan lên tới 48 độ C. Người dân nên cố gắng tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao, thực hiện các biện pháp phòng chống say nắng và hạ nhiệt, đề phòng say nắng. Thưa quý vị, gần đây, miền Nam Trung Quốc có bão lớn, mưa đá lớn đổ xuống Quý Châu, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Hơn 290.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 230 triệu nhân dân tệ. Theo dự báo thời tiết, thiên tai do mưa ở miền Nam sẽ tiếp tục trong 10 ngày tới. Báo cáo chỉ ra rằng mưa lớn và xối xả đã liên tiếp ập đến Giang Tây và các tỉnh thành phố miền Nam Trung Quốc, khiến các kè sông bị vỡ và gây ra lũ lụt, nước ngập khắp nơi. Đường đô thị ngập thành sông, xe cộ chết máy. Tại tỉnh Giang Tây, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hơn 10.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa và tình hình vẫn đang xấu đi.
theo bài đăng trên Weibo chính thức của Cục Khí tượng Giang Tây, huyện Nghi Hoàng, Phúc Châu, Giang Tây đã có mưa lớn. Tính đến 2 giờ chiều, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ lên tới 302mm, đạt mức mưa lớn trên mặt nước. Đoạn hạ lưu kè sông Thanh Phong ở thị trấn Ly Cun, thành phố Phong Thành, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây bị vỡ khoảng 30m do mưa lớn, làm ngập 4 ngôi làng ở hạ lưu và gần 1.000 hectare đất nông nghiệp, khoảng 300 người bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, Hồ Bắc đã liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa lớn kể từ ngày 14. Trạm khí tượng tỉnh NC đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa đá. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy bùn ở các ngôi làng miền núi chứa đầy những hạt mưa đá từ trên trời rơi xuống. Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là tuyết. Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào ngày mùng 4. Dự kiến trong 3 ngày tới, lượng mưa lớn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Giang Hán, Hoàng Hoài, Giang Hoài và những nơi khác. Ước tính mưa ở 9 tỉnh sẽ đạt mức mưa to đến mưa rất to, bao gồm Nam và Đông Hồ Bắc, Nam An Huy, Đông Bắc Hồ Nam, Trung và Bắc Giang Tây, Tây Chiết Giang, Nam Giang Tô, bán đảo Sơn Đông, Nam Liêu Ninh và phía Đông Hà Bắc. Video đăng tải trên mạng cho thấy dòng nước bùn đục ngầu chảy xuống khu đất canh tác mới khai phá trên sơn đồi. Trên mặt đất không có cây cỏ. Dưới cơn mưa lớn là một đống hỗn độn, cư dân mạng không khỏi viết. Xin mời chuyên gia cầm chắc chiếc bát trên tay, ra ngoài xem đất canh tác trên đỉnh núi trông như thế nào trong mưa. Dự án trả lại rừng cho đất canh tác sẽ phải đối mặt với một thử nghiệm và nó có khả năng dẫn đến một thảm họa sinh thái. Nếu bạn không nói về khoa học, bạn sẽ phải trả giá. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc than thở, nhiều thảm họa địa chất là do chính họ gây ra. Trước đây tôi không hiểu tại sao mình không có ý thức chung, nhưng giờ tôi hiểu rằng bất cứ thứ gì có thể làm giảm dân số trên diện rộng đều là do họ. Năm 1998, khi một trận lũ lớn xảy ra ở sông Dương Tử, Thủ tướng Chu Dung Cơ sau đó đã yêu cầu bế núi trồng cây, trả đất ruộng cho rừng. Từ đó, dự án trả đất ruộng cho rừng đã được triển khai gần 20 năm. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ đảo ngược chính sách trước đây và phát động chiến dịch trả rừng về làm ruộng. Đồng thời, đội thi hành luật hành chính toàn diện về nông nghiệp được thành lập và có thông tin cho rằng quản lý nông nghiệp đã áp đặt hàng loạt hành vi bị cấm đối với nông dân, khiến dư luận bất bình. Quý vị thân mến, hãng tin Tân Hoa Xã ngày 17 tháng 8 dẫn lời chính quyền địa phương cho biết lượng mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã làm chết hơn 10 người ở thành phố Trịnh Châu, buộc khoảng 35.000 người sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam và cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với thiên tai lên cấp độ 1 với dự báo mưa lớn ở các tỉnh này sẽ kéo dài đến tối cùng ngày. Theo các cơ quan dự báo thời tiết, lượng mưa khu vực được ghi nhận cao nhất trong 60 năm qua, khi thành phố này đã chứng kiến lượng mưa trung bình của một năm chỉ trong vòng 3 ngày. Tỉnh Hà Nam đã hứng chịu những cơn bão kể từ cuối tuần qua trong một mùa mưa diễn biến bất thường, khiến các con sông lớn vỡ bờ và ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Chính quyền địa phương thông báo, lượng mưa lớn đã gây ra vết nứt dài 10m ở gần đập Jehetan tại thành phố Lạc Dương và con đập này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Các nhà chức trách cho biết thêm, các thành viên thuộc lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã được cử đến khu vực để chống lũ và cứu hộ. Trong khi đó, riêng cơ quan kiểm soát lũ của Trịnh Châu cho biết, việc trữ nước tại hồ chứa quốc gia có nguy cơ lớn về vỡ đập và chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán người dân. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, gây hỗn loạn hàng năm và gây lũ lụt trên đường phố, phá hủy nhiều hoa màu và nhà cửa. Nhưng mối đe dọa mưa lũ đã trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ qua, một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và đê đã cắt đứt sự kết nối giữa các con sông và hồ lân cận.